Thiên Nhi và Video Fan. Xin chào tất cả các bạn đang xem Fit for Woman. Em có rất là nhiều người bạn của em thường xuyên đi tập luôn, mà nó cũng rủ em đi tập chung nữa, nhưng mà nhiều khi là em lại không có thời gian nhiều để đi tập như mấy bạn. Nhưng mấy bạn cứ đặt câu hỏi với em là ủa sao thấy mày đi tập cũng ít hơn tao, mà sao mày giảm cân được hơn tao. Thì cái câu hỏi này của em lại rất là hay. Vô tình anh lại gặp rất là nhiều đối với lại khách hàng của mình. Thì phần lớn khách hàng của anh lại cũng hay phàn nàn là vấn đề là tại sao mình tập nhiều như vậy mà vẫn không có giảm cân. Chính vì vậy ngày hôm nay anh Video sẽ ở đây cùng Gia Gia Trung Nhi hướng dẫn cho tất cả các chị em phụ nữ làm sao để tập đúng và để có một cái thân hình thật là thon gọn. Có rất là nhiều người hay bỏ thời gian từ 2 tiếng, không những ở trong Cali mình, các bạn có thể tập group X, rồi yoga, rồi thậm chí là ra cả tập gym nữa. Nhưng mà các bạn lại vẫn quay lại nói về vẫn không thể giảm cân. Đó, có quan trọng là như thế này, thời gian các bạn bỏ ra là nhiều, nhưng quan trọng các bạn có tập là bao nhiêu mới là quan trọng. Với lại phải có tập đúng động tác hay không nữa đúng không anh? Đúng rồi, mình không những tập đúng động tác mà còn phải tập đúng cường độ như thế nào. Đó mới là cái mang lại được cái hiệu quả. Các bạn có thể hình dung một cái cốc nước ngọt đó, nó không có bao lượng, nó không có nhiều, nó chỉ là một cốc nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà cái nguồn năng lượng nó mang lại á, nó lại vô tình rất là lớn. Nên là những người mà nghĩ rằng mình ăn ít, ăn vừa phải, thì vô tình cái lượng năng lượng sinh ra nó lại tạo ra một cái năng lượng thừa lớn và nó lại chuyển hóa thành mỡ. Thời quan trọng là cách mà mình chọn cái thực phẩm như thế nào là hợp lý. Thì nó là những cái thực phẩm tươi, sống và những cái phẩm tốt nhất các bạn nên ăn uống, các bạn tự chế biến để các bạn có thể kiểm soát được là mình đang ăn uống và mình chế biến nó như thế nào. Sàn được không ạ? Ngã hít lên thở ra. Những gì mình cần phải cảm nhận ở đây đó chính là cái phần cơ bụng của mình săn chắc để mà lôi cả thân người của mình lên. Điều thứ hai mình sẽ làm là chính là mình sẽ nâng cái phần gối của mình lên. Tất nhiên khi đi dòng xuống dưới là hít lên sẽ là thở ra, hít thở ra. Mình sẽ cố gắng mình giữ cái phần lưng dưới của mình ở dưới, sử dụng tập trung vào nhóm cơ bụng ở phía dưới để kéo cái phần chân của mình lên được không ạ? Phần mà các bạn hay thiếu đó chính là cái việc mà các bạn quên cong cả phần hông của mình lên. Đó chính là cái mục tiêu chính của cái phần nhóm cơ bụng dưới của mình. Rồi, đầu tiên là mình sẽ chống trên mũi chân và trên khuỷu tay của mình. Những gì các bạn cần làm là giữ cho người của mình vai, hông và cổ chân của mình trên một cái đường thẳng như một cái tấm ván. Đúng không ạ? Các bạn luôn luôn nhớ rằng trong cái tư thế này mình sẽ siết chặt cơ bụng lại và đồng thời siết chặt cơ mông để tăng cái tính hiệu quả của bài tập này. Đối với một số bạn, đối với bài này trở nên khó. Vậy thì các bạn có thể làm là gì ạ? Các bạn hạ phần gối xuống. Rồi, giữ thẳng mông hạ xuống như thế này, được không ạ? Rồi phải luôn luôn nhớ rằng siết chặt cái phần cơ bụng và mông lại, được không ạ? Trong hai bài tập trước các bạn đã biết làm sao để kích hoạt cái nhóm cơ bụng rồi. Thì đây là lúc các bạn sẽ mang đến đem vô bài tập này để cho mang cái tính hiệu quả cao hơn.